Ba Diệu ơi, Ba Diệu, Ba Diệu ơi, nè, Ba Diệu mấy hôm không massage cho em rồi, nha. Ba bận gì? Ba Diệu mấy hôm không massage cho em nhớ ba không? Ừ, có nhớ ba không? Nhớ à? Em nhớ ba massage cho không? Được mẹ massage cho cũng được mà. Ừ. Ba Diệu cứ mãi đi làm việc ý, nha. Ba Diệu cứ để em ở nhà, không massage cho em nha. Ba Diệu ghét ba ghê mà không nói được nhờ. Nếu mà nói được thì con nói là con ghét ba hay yêu ba. Hả? Nếu nói được thì nói là ghét ba hay là yêu ba. Ghét nhắm cơ. Trời ơi, ghét nhắm cơ. Ghét nhắm cơ. Ghét nhắm cơ. Ôi trời ơi, ghét này. Trời ơi. Ba mình ơi. Ôi này. Giờ ôi này. Rồi ôi. Con đang hỏng chuyện đấy. Ba ơi. Ba ơi. Từ nay là ba sẽ dậy đúng giờ sáng tắm nắng cho em này. Nhỉ. Xem massage lại cho em thì trong làm gì mới làm này nhỉ. Nhỉ con nhỉ. Ok không? Ok không? Úi trời ơi. Trời ơi. À thơm ba mình nhỉ. Thơm ba mình nhỉ. Thơm ba mình nữa. Thơm ba mình miếng nữa. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Á chì. Con á chì. Con á chì. Á chì, á chì, á chì, á chì, á chì, á chì, á chì. Á chì. Dậy tất tập trung. Tập trung. Á chì. Á chì. Tập trung, tập trung. Á chì. Ô bà. Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ Hằng đang làm gì đấy? Mẹ Hằng đang quay phim em à? Ô bà bà. Trời ơi, phát pin cha cha. Băm bình bình. Ấy à, cái chân này không biết ai đánh dấu nhỉ? Ba mình đánh dấu nhỉ? Ba mình đánh dấu nhỉ? Ba rồi đánh dấu mẹ rồi, rồi bạn đánh dấu cả con nữa. À. Mẹ đánh dấu cổ, con đánh dấu chân này. Đây là cổ của mẹ xuống đây này. Tình yêu nhỉ? Phú, ba 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 ba. Ba mình đang làm gì đấy? Massage mặt cho ba này. Để chân massage mặt cho ba. Tu 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 tu. Đang cảm nhận đấy. Ú.
Khi cho ba này, ba cho hai tay con sờ mặt ba này. Sờ đi chui nhầm gì chút. Trời ơi. Nhầm cơ. Đấy mà ba Điệu này chúm chân vào mặt con mà rồi con là chớ gì còn chuyện gì nữa. Ba Điệu này, ba chúa này nhìn con nhỉ. Ba Điệu. Ngủ như chó chít, nhẹ con nhẹ. Trời ơi. Chít nữa thì làm con mình không chịu được. Nhẹ con nhẹ. Ôi trời ơi này. Nhẹ lắm. Đồng ơi. Hey. Ừ. Trời. Ơ con sạc à? Chân to thấy luôn ấy. Chân vuốt này. Con nâu nâu mấy bữa mà ba không vuốt chân con thấy to, tay không vuốt được đâu. Cái bạn này không vuốt thế này nữa rồi. Thật luôn. Nói hôm trước cứ này này. À bây giờ không vuốt được nữa rồi. Con ạ. À, không vuốt được nữa rồi. Không vuốt được cái kiểu này nữa rồi. Túm không vừa nữa rồi. Cái chân to hơn rồi. Dài hơn rồi. À, bi bồ, bi ba, bi bồ.